trời Bồ Tát hiền tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, sao hạnh phúc rực ánh sáng Như Lai. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không dám kinh suốt người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trời Bồ Tát hiền tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, tràn đầy nguồn diệu pháp tỏa chiếu nơi tâm ta. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời đất cũng kinh lạy, vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh Pháp Hoa. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cảm ơn Phương Thanh và Vũ đoàn Camellia. Thưa quý vị, xin phép để giữ chị Phương Thanh ở lại sân khấu thêm ít phút. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Thanh hát cho quý vị khán thính giả tại Hà Nội, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên chị hát trong một chương trình âm nhạc Phật giáo. Thì xin chị vui lòng chia sẻ cái cảm xúc của mình với tất cả quý vị khán giả trong đêm nay. Vâng, khi hát trên nhà Phật thì Phương Thanh hát nhiều lắm ạ. Hát ở chùa lễ Vu Lan tháng 7 rồi tháng 4, lúc nào các sư thầy cần thì Phương Thanh cũng đi. Nhưng mà hát trong Đại hội Phật giáo thì lần này là lần thứ hai. Và cũng hát bài Đêm tụng kinh Pháp Hoa. Lần trước Phương Thanh cũng hát bài này, và lần này Phương Thanh cũng xin ban tổ chức cho Phương Thanh được hát bài này. Không biết tại sao mà tự nhiên Phương Thanh rất là thích bài hát Đêm tụng kinh Pháp Hoa. Phương Thanh cũng không biết nói gì hơn, Phương Thanh nghĩ đó là cái duyên để đưa Phương Thanh tới với nhà Phật. Xin cảm ơn rất nhiều.
Và thưa quý vị, với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh thì tất cả tâm hồn của chúng ta đều trùng lại, như thể chúng ta đang cùng với chị tụng kinh niệm Phật vậy. Cảm ơn Phương Thanh rất nhiều.